mô a di đà phật phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 124 người giảng lão hòa thượng tịnh không trong kinh luận đại thừa thế tôn dạy bảo chúng ta hồi hướng ba nơi thực tế mà nói, chúng ta tu học ba mục tiêu. Thứ nhất, hồi hướng chúng sanh. Hồi hướng cho tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh mà tu học. Thứ hai, hồi hướng Bồ đề. Bồ đề là trí tuệ. Chúng ta học Phật cầu cái gì? Chỉ là cầu trí tuệ ngoài việc này ra không cầu thứ gì khai trí tuệ singapore các vị nên biết có rất nhiều tôn giáo minh giáo là bái thần giáo thần mà họ bái chỉ có một một tôn thần thần gì trí tuệ họ cầu trí tuệ ở trong phật pháp chúng ta ba đức chính là nói bát nhã họ cầu cái này chúng ta mong cầu trí tuệ quyết không cầu danh vọng lợi dưỡng thứ ba hồi hướng thực tế thực tế là minh tâm kiến tánh cái điểm này các đồng tu nhất định phải nên biết minh tâm kiến tánh là lời của thiền tông thiền tông cầu minh tâm kiến tánh người niệm phật chúng ta có cần cầu minh tâm kiến tánh hay không vẫn là cầu minh tâm kiến tánh chẳng qua danh từ minh tâm kiến tánh của ta không như nhau chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn lý nhất tâm bất loạn chính là minh tâm kiến tánh trong giáo hạ gọi là Đại Khai Duyên Giải Đại Khai Duyên Giải cũng là minh tâm kiến tánh Danh từ không giống nhau Ý nghĩa hoàn toàn như nhau Hồi phục tánh đức của chính mình Bồ đề là trí tuệ vô lượng Thực tế là đức năng vô lượng Đều là tự tánh Nếu như chúng ta nhận rõ phương hướng rồi Nhận rõ mục tiêu rồi Ngay đời này quyết định có thể có thành tựu Không thể đào lệch đi phương hướng Không thể đào lệch đi mục tiêu cho nên học phật luôn phải cố gắng ghi nhớ xã hội hiện tại đối với người học phật của chúng ta mà nói mỗi bước đều là vực thẳm mỗi bước đều là hầm lửa bạn nhất định phải có mắt trí tuệ thấy được rõ ràng tường tận. Không đến nỗi đọa lạc, không đến nỗi bị hãm hại. Phải tỉ mỉ cẩn thận. Thiền tri thức ít, ác tri thức nhiều ác tri thức có những người là bạn chán ghét có một số là bạn ưa thích bạn phải ghi nhớ bạn ưa thích đó cũng là ác tri thức họ đến cung kính bạn cúng dường bạn làm cho bạn bị mê hoặc điên đảo khiến bạn rơi vào trong tình thức hoàn toàn không có trí tuệ thiện tri thức chân thật bạn ở chung với họ họ nói chuyện rất khó nghe tại sao vậy ngày ngày họ nói lỗi của bạn đó mới là thiện tri thức chân thật Chính mình không biết được lỗi lầm của chính mình Người ta đến nhắc nhở chúng ta Đây là việc tốt Chúng ta phải nên cảm kích Thế nhưng hiện tại có rất nhiều người Gặp được người ta thường hay nói lỗi lầm của bạn Hận họ thấu xương Ngày ngày tìm ta gây phiền phức Diễn ly thiện tri thức người ngày ngày đến nịnh vợ bạn nghe theo bạn ở bên tai bạn nói lời dạy nghe thì bạn ây da đó là người tốt kỳ thật người đó mới là chân thật hãm hại bạn bạn hoàn toàn không biết thân cận ác tri thức diễn ly thiện tri thức bạn làm thế nào có được thành tựu cho nên mục tiêu phương hướng của chúng ta nhất định phải chính xác sau đó là nguyện sanh ngã quốc có thể thấy được hồi hướng hồi hướng chúng sanh hồi hướng bồ đề hồi hướng thực tế phát nguyện cầu sanh tịnh độ người này quyết định được sanh Ý nghĩa của lời nói này các vị có thể hiểu không? Tâm lượng quá nhỏ, nơi nơi đều là vì chính mình mà nghĩ. Sở hữu thiền căn, tâm tâm hồi hướng không thể giảng sanh. Tâm lượng phải lớn. A Di Đà Phật bốn mươi tám nguyện phổ độ pháp giới tất cả chúng sanh pháp giới tất cả chúng sanh không phân chủng loại không phân chủng tộc chúng ta mở kinh hoa nghiêm ra thì bạn liền có thể thấy được trên kinh hoa nghiêm mỗi một người là đại biểu cho một tộc loại lớn Mỗi tộc loại này lại không biết phân ra bao nhiêu tộc loại. Dùng lời hiện đại mà nói, chính là đa nguyên văn hóa. Tối hôm qua tôi vừa trở lại. Cư sĩ Lý Văn Hoa tặng cho tôi một đĩa VCD. Tối hôm qua tôi đã xem là đa nguyên văn hóa. là đem chúng ta hơn một năm qua ở singapore cùng úc châu những hoạt động này là một giới thiệu đơn giản làm được rất hay hôm nay có mấy vị đồng tu tôi nói với họ cái đề mục này không quá hay các vị có thể nghĩ ra đề mục nào hay hơn hay không họ nghĩ rất lâu cũng không có đáp án còn có rất nhiều đề mục không nên liệt khỏi bổn hiệu đa nguyên văn hóa là gì đại phương quản phật hoa nghiêm thực tiện ở singapore bạn nói xem đề mục này có hay hay không đề mục nhỏ chính là hoạt động của đa nguyên văn hóa chúng ta hoạt động đa nguyên văn hóa ở singapore úc châu như vậy thì mọi người liền tường tận phật pháp chính là đa nguyên văn hóa đa nguyên văn hóa chính là phật pháp đại thừa hai danh từ không giống nhau ý nghĩa hoàn toàn như nhau người trung quốc chúng ta gọi là phật người nước ngoài gọi là buddha làm thế nào đây buddha không phải phật phật không phải buddha hai việc này thôi thì gây lộn Ở trong nhà Phật chúng ta thì gọi là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Ở nơi Úc Châu thì họ gọi là Đa Nguyên Văn Hóa. Chỉ một sự việc. Cho nên tôi lần này đến Úc Châu nghe nói Paris có một số đồng tu trong lòng hoang mang. Tại vì sao hiện tại Pháp Sư Tình Không không giảng Phật Pháp đi làm Đa Nguyên Văn Hóa rồi? Tôi vừa nghe qua liền nghĩ đến người Trung Quốc chúng ta gọi là Phật người nước ngoài gọi là Buddha Hiện tại Pháp Sư Tình Không không học Phật nữa, đi làm Buddha rồi. Việc này chẳng phải như vậy hay sao? Mê ở trong văn tự. Đây là chướng của văn tự. Họ không biết được là một sự việc. bằng thấy chúng ta hồi hướng, hồi hướng phải hồi hướng chúng sanh. Chúng sanh đó người ta gọi là đa nguyên nhân hóa Bạn có cách nào hay không? Đa nguyên nhân hóa chính là hồi hướng chúng sanh Chúng ta mở Kinh Hoa Nghiêm Tích thực là như vậy Trên Kinh Hoa Nghiêm rất nhiều chủng loại khác nhau Tôn giáo khác nhau văn hóa khác nhau Phương thức đời sống khác nhau Họ làm thế nào để dung hợp Trí tuệ khiến cho mỗi một người đều có thể chân thật khế nhập đại phương quảng đại là bản thể của vũ trụ dạng hữu bản thể của vũ trụ nhân sanh phương là hiện tướng của vũ trụ nhân sanh quảng là đức dụng của vũ trụ nhân sanh hoàn toàn thông đạt đối với những thứ này. Liền dung hợp, liền thực tiễn đa nguyên văn hóa, thực tiễn gọi là gì? Gọi là Phật Hoa Nghiêm. Phật là người, là cá nhân ta tương tận rồi. Chân tướng vũ trụ nhân sanh thấu suốt rồi, đây gọi là Phật. hoa là gì hoa là thí dụ cho hoàn cảnh đời sống chúng ta thông đạt tường tận tất cả sự vật thông đạt tường tận nghiêm là thọ dục hưởng thụ trang nghiêm chúng ta gọi là hưởng thụ chân thiện mỹ huệ phật hoa nghiêm chính là hiện tại gọi là đa nguyên văn hóa đa nguyên văn hóa chính là phật hoa nghiêm một sự việc có hai cách nói khác nhau mà thôi cho nên chúng ta đem việc này giới thiệu tên gọi đổi thành Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Thực tiễn ở Úc Châu và Singapore Singapore và Úc Châu Chúng ta lưu thông đến mấy nơi Mọi người vừa thấy sanh tâm hoan hỷ Các vị đồng tu tỉ mỉ và suy xét Thế nhưng tu học Phật Pháp Đặc biệt là thời kỳ mạt Pháp Thế Tôn cùng chư Phật Như Lai dạy bảo chúng ta Nguyện sanh ngã quốc Nhất định phải cầu sanh tịnh độ Vậy mới là chân thật thành tựu cứu cánh viên mãn Nếu như chúng ta không cầu sanh tịnh độ cho dù vào được cảnh giới Phật Hoa Nghiêm bạn tương lai giảng sanh thế giới hoa tạng Bồ Tát Duyên Giáo Sơ Trụ từ lúc đó bắt đầu nếu như tu hành ở thế giới hoa tạng chứng đến Phật quả cứu cánh viên mãn ở trên Kinh Phật nói với chúng ta phải trải qua thời gian ba đại A Tăng kỳ kiếp cho nên thành phật ba đại a tăng kỳ kiếp là bắt đầu từ viên giáo sơ trụ việc này về trước không tính thời gian về trước nếu tính vào mỗi một người chúng ta đều đã sớm thành phật rồi chúng ta ở trong đời quá khứ tu hành trải qua vô lượng kiếp không chỉ ba đại a tăng kỳ kiếp không tính phải bắt đầu tính từ ngày chứng được viên sơ trụ Bồ Tát. Điều kiện của viên sơ trụ chúng ta biết rồi. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, bắt đầu tính từ ngày đó. Hiện tại chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta ngày nay đến kiến tư phiền não cũng chưa đoạn. Người ta kiến tư phiền não đoạn rồi, trần xa phiền não đoạn rồi, vô minh phá một phẩm vậy thì mới vào viên giáo sơ trụ vậy thì giảng sanh thế giới tây phương cực lạc là thù thắng không thể nghĩ bàn nếu như không phải pháp môn này chúng ta ngay trong một đời này một chút hy vọng cũng không có kiến tư phiền não đoạn rồi Mới ra khỏi sáu cõi Trần xa phiền não đoạn rồi Mới ra khỏi mười pháp giới Bạn nghĩ xem việc này khó cỡ nào Người nào có năng lực siêu diệt sáu cõi luân hồi Kiến tư phiền não Phật ở trên kinh đem nó nguy nạp Kiến phiền não chính là kiến giải sai lầm Tam giới 88 phẩm Tư phiền não là tư tưởng sai lầm Tam giới 81 phẩm Năng lực chúng ta Chân thật phá một phẩm Cũng không được Việc này chính mình nghĩ tưởng liền biết được Một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng sằng bậy ngay đến đi ngủ cũng nằm mộng nằm mộng cũng nghĩ tưởng săn bậy bạn nói xem có phương pháp gì mới biết được chính mình nhịp chướng tập khí sâu nặng bạn chưa có giác ngộ chân thật giác ngộ rồi nhất định liền sẽ cảm giác rất là khủng khiếp Nghĩ lại loại tình huống này Đời sau nhất định đọa ba đường Ba đường Bước vào thì dễ Đi ra thì rất khó Nếu như muốn tránh khỏi khổ báo Của sáu cõi ba đường Ngày nay chỉ có một phương pháp Một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ Ngoài việc này ra Không có biện pháp thứ hai Phía sau nói Nải chí thập niệm Thập niệm Có rất nhiều cách nói Trong quán kinh nói Cụ túc thập niệm xưng nam mô a di đà phật cách mười niệm này từ trên mặt chữ mà nhìn chính là mười câu danh hiệu a di đà phật tôi ở vào đại khái khoảng bốn năm năm trước cũng là giảng kinh ở nơi đây truyền cho các đồng tu phương pháp này nhất định phải tu nhất định không thể quên đi mười câu phật hiệu niệm nam mô a di đà phật sáu chữ tôi khuyên các vị niệm bốn chữ a di đà phật mười câu a di đà phật a di đà phật a di đà phật mười câu một hơi mà niệm trong đó không có dòng niệm xen tạp ở trong cái mười niệm này thời gian tuy rất ngắn đích thực không hoài nghi không xen tạp không gián đoạn một ngày niệm bao nhiêu lần tôi kiến nghị các đồng tu niệm chín lần không thể ít đi chín lần Lần thứ nhất là sáng sớm khi vừa thức dậy Khi xúc miệng rửa mặt xong Có tượng Phật thì chắp tay ở trước tượng Phật Không có tượng Phật thì mặt hướng về phía tay Thời gian ngắn không dài Không làm trễ công việc của bạn Không luận là bạn làm công việc bận rộn thế nào đều không trễ nại Vì sao vậy? Chỉ cần thời gian 1-2 phút Chí tâm tính nhạo Chí tâm thời gian rất ngắn Dài thì không được Vậy thì giọng niệm khởi lên Phương pháp này rất tốt Chỉ cần ngày ngày làm theo Bạn cả đời không kém khuyết lần nào Cùng nhất định được sanh Bạn tạo thành thói quen này đây là lần thứ nhất buổi tối trước khi ngủ niệm một lần vậy thì hai lần mỗi ngày bạn ăn cơm ba bữa trước khi ăn cơm chắp tay không niệm chú cúng dường chỉ niệm a di đà phật niệm mười câu a di đà phật ba lần này là được năm lần rồi ngoài ra hai lần là bạn làm việc bạn đi làm khi bắt đầu làm việc. Trước khi bắt đầu làm việc, bạn ngồi ngay bàn làm việc của bạn, chắp tay niệm 10 câu Phật hiệu rồi mới bắt đầu làm việc. Trước khi nghỉ làm niệm một lần, cho nên buổi sáng đi làm đến trưa nghỉ trưa, buổi chiều làm việc đến giờ nghỉ bốn lần, tổng cộng 9 lần. Tạo thành thói quen. chín lần không thể kém khuyết Khi nào được rảnh Thì có thể tăng thêm Không thể giảm ít Mỗi ngày chín lần là ít nhất Không được ít hơn Không thể thiếu kém đi lần nào Ngày ngày làm theo Vậy thì có công đức Cái công đức này có thể đem đi hồi hướng Cho nên thời gian ngắn Mười câu Phật hiệu Trên quán kinh nói đầy đủ mười niệm. Mười niệm này nhất định là trí tâm tính nhạo. Vì sao vậy? Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Từ ngay chỗ này bồi dưỡng thói quen. Tạo thành thói quen niệm Phật. trên kinh văn nói nải chí thập niệm nải chí là nói ít nhất ít nhất bạn phải có loại công phu tu học này thời gian trước Càng long nhà thanh pháp sư từ dân quán đảnh ngài cũng đề xướng cách thập niệm pháp cách mười niệm này của ngài là để cho những người làm việc bận rộn không có thời gian công phu sớm tối ngài dùng một hơi thở là một niệm dốc hết mười hơi trong mỗi một hơi phật hiệu niệm được nhiều ít không định a di đà phật a di đà phật dốc hết một hơi gọi là một niệm đây cũng là biện pháp tốt Tôi nói với các vị phương pháp này Có rất nhiều đồng tu làm theo Cảm thấy So với cách dốc hết 10 hơi Mà niệm tốt hơn Thù thắng hơn Vì sao vậy? Bởi vì thời gian này ngắn Mỗi ngày cách không bao nhiêu thời gian Thì bạn phải làm một lần Mỗi ngày làm 9 lần Không có kém khuyết lần nào So với thời sớm tối thời gian của nó dài cho nên thời khóa càng thắt chặt lại Càng nhận được hiệu quả Như tôi Nói với các vị Phương pháp giảng kinh Bạn học đến đoạn kinh này Bạn mỗi ngày giảng một lần Ngày ngày giảng Một tuần lễ giảng bảy lần Huân tập dày đặc Hiệu quả đó thù thắng Nếu một tuần lễ giảng một lần tuần lễ sau lại giảng một đoạn khác. Đoạn phía trước quên hết rồi. Đoạn phía sau thì lại rất sơ sài, rất không dễ gì thành tựu. Khi tôi học giảng kinh, tôi tự hạn định cho tôi, tôi học bộ kinh này phải dùng thời gian rất ngắn đem nó giảng qua 10 lần. Huân tập dày đặc. Chỉ thì rất có hiệu quả Tâm Nhất tâm chuyên chú Bạn sẽ không phân tâm Tôi mười năm không gián đoạn Giảng kinh những lão Pháp Sư này Tiền bối ở trước tôi rất nhiều Đến Singapore Pháp sư Long Căng Đó là tiền bối của tôi Pháp sư Diễn Bồi Là tiền bối của tôi Đều là Pháp sư Giảng Kinh Thế nhưng luận thời gian Giảng Kinh mà nói Thời gian của tôi đều dài hơn họ Tôi giảng mỗi ngày đã từng có một thời gian đại khái là ba năm mỗi ngày giảng ba lần sáng sớm giảng buổi chiều giảng buổi tối giảng một ngày giảng ba lần đại khái thời gian này cũng sắp gần ba năm một tuần lễ thời gian giảng cũng gần ba mươi giờ đồng hồ cho nên nếu như không phải huân tập dày đặc như vậy thì rất khó thành tựu phàm phu luôn là có vọng tưởng cho dù bất cứ việc gì cũng sẽ khởi vọng tưởng việc này khó quá khó biện pháp khắc phục vọng tưởng chính mình phương pháp duy nhất của tôi chính là giảng kinh bởi vì khi không giảng kinh thì bạn phải chuẩn bị chuẩn bị tốt rồi thì giảng tiếp cho người nghe giảng xong rồi lại phải chuẩn bị tiếp cho lần sau còn phải lướt qua một số tư liệu tham khảo cho nên cái phương pháp này làm cho chúng ta không có thời gian khởi vọng tưởng luôn phải bức ép chính mình không thể cho chính mình phóng túng vừa phóng túng thì phiền não liền lớn Quay đầu rất khó Cho nên Nhất định phải bức ép chính mình Trong chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ Đưa ra một vấn đề Cái vấn đề này cũng đáng được chúng ta làm tham khảo Hoặc giả có người nghi vấn Ngay trong Kinh văn Chỉ nói 10 niệm không hề nói cho đến 10 niệm niệm a di đà phật không hề có cái chữ này tại vì sao bạn lại nói là 10 niệm chính là a di đà phật chứ có thể niệm gì phật khác không có thể niệm gì bồ tát khác hay không mười niệm mà đáp án của ông cũng hay ngay trong mười niệm cái niệm này tức chỉ khẩu niệm phật danh chi niệm đây là thật phải không văn tự của người trung quốc nếu là nói theo văn tự mà nói văn tự của chữ niệm này niệm là chữ kim tâm trong tâm có mới gọi là niệm chưa chắc ở nơi miệng niệm. Thế nhưng chứng cứ đích thực có. Kinh vô lượng thọ có năm loại nguyên bản dịch. Kinh văn bản dịch. Nhà Tống thì tương đối rõ ràng hơn kinh văn bản dịch nhà tống là nói như vậy sở hữu chúng sanh cầu sanh ngã xác niệm ngô danh hiệu phát chí thành tâm kiên cố bất thoái đoạn văn này thì tương đối rõ ràng đoạn kinh này là a di đà phật chính mình nói cầu sanh ngã xác chính là cõi nước của a di đà phật niệm ngô danh hiệu đó chính là niệm danh hiệu của a di đà phật cho nên chúng ta dùng đoạn kinh gian này để chứng minh, vì thi khẳng định mười niệm này nhất định là niệm A Di Đà Phật, không phải niệm các danh hiệu khác. Đây là chúng ta ở trong kinh gian, kinh Đại thừa vô lượng thọ, bản dịch nhà Tống có thể lấy làm chứng minh. Ở trong Ban Chu Tam Muội Kinh cũng có cách nói rõ ràng. Ban Chu Kinh cũng là đề xướng trì danh niệm Phật. Trên Kinh văn nói, Nhĩ thời A-di-đà Phật ngữ thị Bồ-Tát ngôn. Dục lai sanh ngã quốc giả Thường niệm ngã danh Mạc hữu hưu tức Như thị đắc lai Sanh ngã quốc độ Đoạn này cũng là a di đà Phật chính mình nói Niệm danh hiệu của Ngài Cho nên đây đều là Thuyết minh rất rõ ràng trì danh niệm Phật Không phải quán tưởng Không phải quán tưởng Cũng không phải thật tướng Nói ra những vấn đề này Chính là sợ mọi người niệm Phật Khởi lên tâm nghi hoặc Giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính Nghi hoặc là chướng ngại tu học lớn nhất của Bồ Tát. Trong Quán Kinh, chương Hạ Phẩm Hạ Sanh, chính là dạy cho chúng ta trì danh niệm Phật. Thập lục Quán Kinh, các vị phải nên biết, Phật nói Pháp cũng là ứng cơ mà nói người thế gian chúng ta luôn là đem cái gì tốt nhất thì xếp ở phía sau cho nên phật tùy thuận thế gian chúng ta người thông thường có loại phân biệt chấp trước này cũng đem pháp môn thù thắng xếp ở sau cùng bạn thấy chúng ta đọc kinh lăng nghiêm 25 viên thông chương của Kinh Lăng Nghiêm Nêu ra 25 vị Bồ Tát làm đại biểu Vì chúng ta nói rõ họ Chính mình tu hành chứng quả như thế nào Mỗi một người đều nói kinh nghiệm Tu học của chính mình Để chúng ta làm tham khảo Cũng là đem cái thù thắng nhất Để ở sau cùng chúng ta vừa xem liền biết giống ca kịch vậy tiết mục hay tiết mục đặc biệt nhất định là ở sau cùng nếu như tiết mục hay nhất mà để ở phía trước sau khi người ta nghe xong rồi phía sau không còn hay nữa người ta đi hết giải tán hết thì phía sau không cần phải hát nhất định phải đem cái hay nhất để ở phía sau để người ta từ từ mà thưởng thức đừng đi phía sau còn hay nữa cái hay thì để ở phía sau phật nói pháp cũng là như vậy hay thì để ở phía sau nếu như chiếu theo thứ tự mà xếp quan âm bồ tát dĩ căn viên thông chương phải nên xếp ở vị thứ hai ngày đêm bồ tát quan âm pháp môn tu học này xếp ở sau cùng đây chính là nói tốt nhất thù thắng nhất đại thế chí bồ tát niệm phật viên thông chương phải nên xếp ở thứ 23. Thứ tự của các ngài là lục căn, lục trần, lục thức, thất đại. Chiếu theo thứ tự này mà xếp. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Duyên Thông Chương là thuộc về căn đại. Địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, kiến, chính là căn chính là căn đại phải nên xếp ở phía trước thức thức là bồ tát di lặc làm đại biểu cho nên ngài phải xếp ở trước bồ tát di lặc thế nhưng xếp thứ tự trên kinh lăng nghiêm không phải xếp theo thứ tự này ngài xếp ở thứ 24 mươi đem thức đại của bồ tát di lặc đưa lên trước Ngài xếp ở 24 Bồ Tát Quan Âm xếp ở thứ 25 Cho nên thông thường người đọc Kinh Lăng Nghiêm Có rất nhiều người không để ý Chỉ xem thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đặc biệt Không hề xem thấy pháp môn đặc biệt của Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Quan Âm từ thứ hai xếp vào thứ 25 Cự ly này quá lớn Cho nên vừa nhìn liền biết được Bồ Tát Đại Thế Chí cùng Bồ Tát Di Lặc chỉ là đổi một vị thứ, phức độ rất nhỏ, rất nhiều người qua loa. Trong 25 viên thông chương, hai pháp môn đặc biệt, không phải một cái. Rất nhiều người tâm ý qua loa, cho rằng chỉ có một pháp môn đặc biệt, không biết là hai pháp. Hai pháp môn đặc biệt Tại vì sao không đem pháp môn niệm Phật xếp ở sau cùng? Đem Bồ Tát Quan Âm xếp ở sau cùng là ý gì? Bồ Tát Quan Âm pháp môn này chỉ khế hợp với căn cơ chúng sanh thế giới ta bà. Khi Bồ Tát Giang Thù chọn lựa nói ra rất tường tận, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn chúng sanh thế giới ta bà nhĩ căn nhạy bén sáu căn nhĩ căn tương đối nhạy bén hơn cho nên bồ tát quan thế âm khế hợp với căn cơ chúng sanh thế giới ta bà pháp môn niệm phật của bồ tát đại thế chí khế hợp với căn cơ tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới Đạo lý này là như vậy Cho nên đem nó để ở phía trước Bồ Tát Quan Thế Âm Khế hợp với căn cơ Của tất cả chúng sanh Vậy thì niệm Phật phải niệm cách nào? phải nên tuân thủ giáo huấn của đoàn kinh văn này chân thật trí tâm không hoài nghi không xen tạp mới là trí tâm vẫn phải tiếp nối không gián đoạn cho nên người chuyên tu pháp môn này một ngày từ sớm đến tối một câu phật hiệu tiếp nối miên mật ngày đêm không gián đoạn họ chân thật làm đến được không hoài nghi không xen tạp không gián đoạn loại người này niệm phật quyết định được giảng sanh thượng phẩm cho nên người bậc thượng phước báo lớn họ không cần phải làm việc một ngày từ sớm đến tối công việc của họ chính là niệm phật người bậc trung thì không có phước báo lớn như vậy vẫn phải quan tâm đời sống của chính mình chính mình vẫn phải đi làm việc chính mình nuôi sống chính mình người bậc thượng thì có người khác nuôi sống họ vậy thì quá thù thắng cho nên đồng tu xuất gia Các vị đều là người bậc thượng Có người cúng dường bạn Nếu bạn không cố gắng mà niệm Phật Thì bạn làm sao xứng đáng với họ Bạn quả nhiên chân thật Giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Bao gồm những người cúng dường bạn Đều được phước Chân thật Họ đều tu được phước Trong được phước Nếu bạn không giảng sanh Họ cũng chẳng mất đi chút nào Đời sau trả nợ Hạt gạo của thí chủ Nặng như núi tu di Đời này không liễu đạo Mang lông đội sừng để trả Nhân quả thông ba đời Quyết định có báo có thưởng cho nên chúng ta tuy đã xuất gia chọn lấy nghề nghiệp này nghề nghiệp này bạn chân thật là có huệ nhãn bạn chọn lấy đại phước báo có người cúng dường bạn thì bạn phải nên cố gắng tu hành báo đáp thí chủ bạn phải chân thật liễu đạo học giảng kinh giảng kinh cũng là tu giới tu định tu huệ y theo phương pháp tu học chính là trì giới y theo phương pháp nhất tâm chuyên chú chính là tu định bạn đọc tụng bạn diễn giảng Mỗi lần cảnh giới đều không như nhau Đó là huệ Tương ưng với giới định huệ tam học Niệm Phật không thể ít Chí ít phải đầy đủ 10 niệm Xưng niệm A-di-đà Phật Vậy thì được Như chúng ta giảng kinh trước khi bắt đầu giảng mọi người chấp tay sướng tán phật kệ pháp sư giảng kinh chúng ta thì tu pháp mười niệm chúng ta ngồi đó chấp tay niệm mười danh hiệu a di đà phật chí tâm chuyên niệm mười danh hiệu phật sau khi giảng xong các vị mọi người niệm kệ hồi hướng tôi cũng chí tâm niệm mười câu phật hiệu thế nhưng bởi vì chúng ta giảng kinh sau khi giảng xong đều niệm phật cùng niệm phật theo sau khi niệm phật xong đọc kệ hồi hướng cũng tốt có rất nhiều trường hợp sau khi giảng kinh xong không niệm phật không niệm phật đọc kệ hồi hướng Pháp Sư giảng kinh chúng ta niệm A-di-đà Phật Việc này không thể gián đoạn Cái đoạn kinh văn này Từ xưa đến nay Pháp Sư giảng kinh Pháp Sư chú kinh Đối với nguyện văn này có rất nhiều loại giải thích khác nhau những giải thích này chúng ta đều phải hiểu nếu như không hiểu tương lai sau khi bạn thấy rồi ây da người khác vì sao mà giảng như vậy chúng ta có phải là sai không xong rồi công phu của bạn tiêu hết cho nên có nghi hoặc nhất định phải hỏi nhất định phải đem nghi hoặc của chính mình tiêu trừ công phu của chúng ta mới có thể có lực không nên sợ e ngại không dám hỏi vậy sai rồi có lúc khi bạn vừa hỏi bạn cũng có công đức rất lớn vì sao vậy còn có rất nhiều người có nghi vấn này cũng e ngại không dám hỏi bạn thay họ hỏi ra khi giải đáp, mọi người đều tương tận rồi. Người hỏi có công đức. Học vấn phải hỏi. Chúng ta phải thường học tập, phải đặt câu hỏi. Giảng đường lớn người nhiều. Khi hỏi sợ có một số người nghe, nghe không được rõ ràng. Nếu bạn có vấn đề, chỉ cần là vấn đề trên bản kinh chúng ta giảng giải trên những nghi hoặc này bạn đều có thể viết một biến giấy để ở trên bục giảng của tôi chúng ta lại tranh thủ trong lúc giảng kinh liền có thể giúp bạn giải đáp cùng giúp được rất nhiều người có người có nghi vấn giống như vậy đều có được giải đáp người xưa có nói mười niệm mà chỗ này nói là y mười pháp khởi mười niệm không phải nói tên gọi thế nhưng chúng ta vừa rồi mới nói chúng ta nói tên gọi mười niệm là có căn cứ trong năm loại nguyên bản dịch trong bản dịch nhà tống chính là chứng minh rất tốt thế nhưng vào thời xưa những đại đức giảng kinh đó người có thể xem thấy được năm loại bản dịch thì không nhiều. Kinh điển vào thời xưa các vị nên biết phần nhiều đều là chép tay. Sau nhà Tống mới có bản khắc gỗ. Số lượng lưu thông của bản khắc gỗ rất ít. Có thể có cơ hội thấy được năm loại nguyên bản dịch Thật khó vô cùng khó Cư sĩ Dương Long Thư Triều Tống Chuyên tu tình độ Còn làm ra bổn hội tập cho Kinh Vô Lượng Thọ Ông chỉ xem thấy bốn loại Đại Bảo Thích Vô Lượng Thọ Hội Bản dịch đời đường Bộ phận này thì ông không xem thấy không như hiện tại kỹ thuật in ấn phát triển gần như mỗi một người trong nhà của mình đều có thể có được một bộ đại tạng kinh chúng ta hiện tại xem không khó thời xưa rất không dễ xem thấy cho nên nếu như nói chưa xem thấy được bản dịch đời nhà tống họ liền sẽ khởi lên hoài nghi có phải chỉ Mười niệm mà Bồ Tát Di Lặc đã hỏi hay không? Việc này ngày trước chúng ta đã giảng qua ở nơi đây. Cũng là một hồi trong Kinh Đại Bảo Tích. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Lại gọi là Di Lặc Bồ Tát Sợ Dấn Kinh. Bồ Tát Di Lặc ở ngay chỗ này hỏi Ngài nói Cụ túc như thị Niệm tức đắc giảng sanh An dưỡng quốc độ phàm hữu thập niệm Hà đẳng di thập Phía sau từng điều từng điều nói ra cho chúng ta Cho nên có người ở trong đây xem thấy mười niệm có phải là mười niệm mà Bồ Tát Di Lặc đã hỏi hay không? Do đó, mười niệm mà Bồ Tát Di Lặc đã hỏi là Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Chúng ta cũng phải nên biết là tư liệu tham khảo rất tốt cho người niệm Phật chúng ta. Nếu như chúng ta quả nhiên đầy đủ 10 niệm mà Bồ Tát Di Lặc đã hỏi, xin nói với các vị, bạn nhất định giảng sanh thượng thượng phẩm. Thế nhưng 10 niệm Bồ Tát Di Lặc hỏi có thể cùng với 10 niệm mà hiện tại chúng ta nói dung hợp lại với nhau. Làm cách nào để dung hợp? Lần sau tôi sẽ báo cáo tường tận với các vị Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay Nhất tức nhất thiết Nhất thiết tức nhất Mỗi một câu Phật hiệu Đều đầy đủ Mười niệm mà Bồ Tát Di Lặc đã hỏi. Mỗi câu Phật hiệu đều đầy đủ. Cho nên cái niệm này có lý niệm, có sự niệm. Mỗi niệm đều có 10 niệm của Bồ Tát Di Lặc. Đó chính là lý niệm. công phu niệm phật này thì sâu đại sư ngậu ích giảng rất hay phẩm gì cao thấp quyết định ở công phu sâu cạn Chỉ thì công phu này của bạn sâu cho dù mỗi ngày bạn chính là tu pháp mười niệm pháp mười niệm này tôi xúc tiến các vị mỗi ngày làm chín lần mỗi một câu phật hiệu đều đầy đủ cảnh giới mà Bồ Tát Di Lặc đã hỏi. Bạn nhất định là giảng sanh thượng thượng phẩm. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói ba bậc, bạn thuộc về bậc thượng. Bậc thượng giảng sanh, sanh cõi thật báo trang nghiêm, hoa khai kiến Phật, đó là thù thắng không gì bằng cho nên đoạn kinh văn này chúng ta phải giới thiệu phải nói tường tận rất đáng dùng nhiều thời gian một chút tuy là không làm được tâm phải ngưỡng vọng thực tế mà nói không thể làm được then chốt chính ở chúng ta có thể khắc phục tập khí dòng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình hay không quả nhiên có thể khắc phục phật ở thế gian này chúng ta nói ra tất cả pháp chúng ta đều có thể làm đến được người thế gian này chúng ta không làm đến được thì phật nhất định không nói nếu phật nói thì không ý nghĩa gì nói rồi mà chúng ta không làm được thì nói làm gì cho nên nói ra đều là chúng ta có thể làm đến được phật mới là đại từ đại bi tốt rồi hôm nay chúng ta chỉ dạng đến đây thôi a di đà phật cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiền chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu cổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật